Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một món ăn vặt vô cùng thơm ngon và đơn giản dễ làm. Đó là món đậu hũ chiên giòn kẹp rau răm và cách làm muối tiêu rau răm để mình ăn kèm với cái món đậu hũ chiên giòn này thì không còn gì bằng luôn. Cách làm cũng rất là đơn giản. Miếng đậu hũ mình chiên lên vàng giòn, ăn với muối tiêu này, rau răm nè, với ớt rim rau răm nữa thì không còn gì bằng luôn, ăn không có ngán miệng. Cách làm như thế nào thì mình mời các bạn chuẩn bị nguyên liệu với mình ha, để mình chuẩn bị làm món đậu hũ chiên giòn kẹp rau răm này nha. Trước tiên là mình có 3 miếng đậu hũ trắng, mình mua đậu hũ trắng mình làm nó sẽ ngon hơn nha. Thì 3 miếng này là 600g. Và rau răm, trước tiên mình làm cái phần muối tiêu rau răm, mình có 30g muối hạt, các bạn có thể dùng muối hạt ăn nó mới ngon nha. Và một muỗng canh tiêu nguyên hạt, một muỗng vung cà phê đường cát và một muỗng vung cà phê bột ngọt. Tỏi thì mình sẽ dùng 4 cái tép tỏi như thế này. 3 trái ớt và khoảng 5g rau răm. Tiếp theo đến phần ớt rim, mình có một muỗng canh ớt mình băm nhuyễn như thế này, mình dùng ớt không cay. Một muỗng canh tỏi băm nhuyễn, một muỗng canh lưng đường cát. Một muỗng canh lưng màu dầu điều, nếu không có các bạn dùng dầu ăn không cũng được, mình có màu dầu điều để lên màu cho đẹp á. Trước tiên mình sẽ rang cái phần muối, muối với tiêu á, mình cho vào trong chảo nè. Rồi mình mở lửa nhỏ thôi, mình rang đến khi nào mà muối của mình nó vừa xuống màu á, cái nó nổ bốc tiêu với muối nè, là mình tắt bếp được rồi. Mình không cần rang để cho lâu quá, nếu rang lâu quá thì tiêu mình nó sẽ văng ra ngoài hết á. Phần muối tiêu này thì mình làm mình phải rang đều tay, mình không có ngưng tay. Nếu ngưng tay thì nó sẽ không có vàng đều, sẽ không ngon. Nó vàng đều như thế này là được rồi nè, rất là thơm luôn. Thì bây giờ mình tắt bếp, mình cho phần muối với tiêu này qua một bên, mình chuẩn bị làm muối rim để trong thời gian mình chờ muối nguội đó. Mình cho vào đây một muỗng canh lưng dầu ăn ha. Khi mà dầu vừa nóng này mình sẽ cho cái phần tỏi vào. Dùng đũa mình sơ qua sơ lại cho nó đều tay, để cho cái phần tỏi này nó vừa vàng lên thì mình sẽ cho cái phần ớt vào. Ớt khi mà mình cho vào rồi mình cũng sơ qua sơ lại cho nó đều đi. Cái mình tiếp tục mình cho cái phần đường vào. Rất là thơm luôn. Mình làm như thế này á, nó thơm vô cùng luôn á. Đường mình cho vào rồi thì mình sơ qua sơ lại cho nó đều á. Thì mình làm phần ớt này nó không có cay, chỉ cần lấy lên cái màu đẹp để mà mình ăn cái miếng tàu hũ mình hấp dẫn thôi. Màu dầu điều đó mình sẽ cho vào luôn. Và tiếp tục mình cho vào đây là 50ml nước lọc. Mình cho nước lọc vào á, để mà mình nấu cho cái đường nó tan, nó không có bị lệ đường. Đến lúc đó tỏi mình nó sẽ không bị đông cứng nha. Thì mình nấu thêm là khoảng tầm chừng 2 phút nữa để cho nước nó sánh kẹo lại đó. Rất là thơm luôn. Đây là phần ớt rim của mình làm vừa xong nè. Được 2 phút rồi thì nước cũng đã sánh kẹo thế này rồi. Thì chỉ việc mình nhắc xuống để mình cho ra chén thôi. Quay sang đến cái phần muối tiêu thì cũng đã nguội rồi. Mình sẽ cho vào máy để mà mình xay. Nếu mà các bạn không có máy xay thì mình cho vào cối mình giã cũng được nha. Mình cho ớt với tỏi vào luôn nè. Rồi mình xay trước một chút đi, để cho cái phần ớt tỏi này nó nhừ xíu đi, cái mình mới cho cái phần rau răm vào. Nó nhừ được xíu gì nè, cái mình cho cái phần rau răm vào luôn. Và tiếp tục mình xay đến khi nào mình thấy nó nhuyễn mịn đó là được rồi. Đây là phần muối tiêu với rau răm mình mới xay xong nè, các bạn nhìn thấy ha, rất là thơm và ngon luôn. Thì bây giờ mình cho lại vào cái chảo lúc nãy mình rang muối tiêu đó, mình cho vào chảo đó lại nữa và mình bắt lên bếp. Phần này thì mình cũng mở lửa nhỏ như lúc nãy mình rang muối với tiêu nha. Rồi các bạn cho cái phần đường với cái phần bột ngọt vào luôn. Lúc nãy mình xay mình cho vào cũng được, tại mình quên để đó, cho nên là mình cho vào sau. Rồi mình sẽ trộn đều. Rồi các bạn mở lửa nhỏ, mình sơ qua sơ lại, mình rang đến khi nào mà dậy lên cái mùi thơm nè. Và cái phần muối rau răm của mình á, nó không có còn bị ướt nữa, nó khô lại là được rồi. Và quan trọng nhất là mình mở trong cái độ lửa nhỏ, nếu mở độ lửa lớn quá thì nó sẽ bị dễ cháy khét lắm. Rất là thơm luôn, cái màu rất là đẹp luôn, các bạn thấy ha, ngon vô cùng luôn á. Thì mình rang tiếp tục nữa, lúc này thì nó chưa có khô hung nè, bây giờ là được rồi nè. Các bạn thấy ha, nó vừa ngả vàng xuống như thế này nè, nó không có khét đâu, bởi vì cái phần rau găm của mình nó ngả màu xuống thôi. Thì mình sẽ tắt bếp, mình cho ra ngoài chén. Và tiếp tục mình sẽ chuẩn bị đến cái phần tàu hũ để mà mình chiên cái phần tàu hũ.
Tàu hũ này cái miếng lớn quá cho nên là mình chẻ ra làm hai. Mình chẻ làm hai hết ba miếng đậu hũ này rồi thì mình sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu. Dầu thì mình để cũng hơi nhiều nhiều một tí á, để mình chiên nó ngập độ phân nửa cái miếng đậu hũ là được rồi. Mình mở lửa khi mà cho đậu hũ vô, các bạn mở vừa vừa thôi, rồi cái mình để đậu hũ vào hết đó. Rồi mình mới mở lửa lớn lên. Đậu hũ các bạn chiên lửa lớn thì miếng đậu hũ mình nó sẽ không có bị hút dầu nhiều nha. Còn nếu mà mình chiên trong cái độ lửa nhỏ ha, thì dầu nó sẽ hút vào miếng đậu hũ ăn rất là ngán miệng luôn. Mình chiên cái mình can đồ khoảng 1 phút á, cái mình cầm đũa mình gấp lên mình trở về một lần, mình thấy cái miếng đậu hũ mình nó vàng giòn đều hết á thì các bạn trở về lại nha. Mình chiên như vậy á, mình can như vậy miếng đậu hũ mình nó vàng đều thì ăn nó sẽ giòn và ngon hơn. Còn nếu mà mình chiên mà không có vàng đều á, không có giòn đều ăn nó sẽ không ngon đâu. Đậu hũ mình chiên nó vàng đẹp như thế này nè, nhìn rất là thơm luôn, thơm vô cùng luôn á. Thì bây giờ mình sẽ gấp lên một miếng mình coi thử nha. Nếu mà nó vàng đều hết thì các bạn gấp ra ngoài dĩa. Còn nếu mà nó chưa vàng đều thì mình để mình chiên khi nào vàng thì thôi. Và mình chuẩn bị một cái dĩa đó, cái mình lót một miếng giấy hút dầu để mình gấp đậu hũ lên. Mình chiên vàng giòn như thế này nè, mình ăn nóng á, rất là ngon luôn. Nó giòn ở bên ngoài, bên trong thì mềm mềm á. Ăn kèm với muối tiêu rau răm nè, với ớt riêm không còn gì bằng luôn á. Đậu hũ mình vàng giòn đều hết rồi thì mình sẽ gấp ra, lần lượt mình gấp ra hết nha. Và đây là phần đậu hũ mình chiên xong nè. Ớt riêm mình cũng làm xong. Và muối tiêu rau răm và cái phần rau răm để mà mình ăn kèm. Thì bây giờ mình chỉ việc là mình chẻ cái phần đậu hũ này ra để mà mình cho ớt riêm, muối tiêu vào để mà mình ăn thôi. Các bạn ăn nóng nó sẽ ngon hơn nhiều nha. Ăn nóng thì nó còn cái độ giòn, ăn rất là ngon. Còn nếu mình để nguội thì ăn nó sẽ không còn ngon nữa. Thì nếu mình ăn nhiều thì mình làm nhiều, nếu mà mình ăn ít thì gia đình mình làm ít. Để mình chiên từ từ vậy nè, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Còn nếu các bạn chiên một lượt á, mình ăn để nguội nó sẽ không ngon đâu. Bây giờ mình sẽ chẻ ra làm hai ha. Cái mình cho cái phần ớt riêm vào nè. Thì tùy theo cái miếng đậu hũ lớn nhỏ, mình cho cái phần ớt với cái phần muối tiêu vào cho vừa cái độ lượng của mình. Mình cho một muỗng lưng cà phê ớt riêm nè và một muỗng lưng cà phê muối tiêu. Bởi vì các bạn biết sao không, muối tiêu thì mình có rau răm rồi ớt rồi tỏi nè, cho nên là muối nó không có được nhiều, nó không có mặn quá đâu. Cho nên là mình sẽ để là khoảng một muỗng lưng cà phê muối tiêu và một muỗng lưng ớt riêm. Cái mình cho cái phần rau răm vào. Khi nào mà mình ăn thì mình sẽ cho tắt vào ha. Như vậy là mình làm xong cái miếng đậu hũ rồi đó. Rất là ngon luôn. Rồi mình kẹp lại. Không còn gì bằng luôn. Rất là đơn giản mà dễ làm. Ăn rất là ngon nữa. Tắt thì các bạn cho vào khoảng nửa trái nhỏ hoặc là ít hơn một xíu cũng được. Tùy theo mình ăn chua nhiều chua ít đó. Thì mình gắt tắt vào rồi mình kẹp lại mình ăn. Để mình cắt làm hai cho các bạn xem nha. Cái miếng đậu hũ mình nhìn rất là ngon luôn nè. Bên ngoài vàng giòn, bên trong thì trắng mềm, rất là ngon luôn. Thì món đậu hũ chiên giòn kẹp rau răm của mình làm cũng đã hoàn thành rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình. Chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.